tôi có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông dặn nhau. Ra bờ sông em ở đôi mai áo bơi cho mình, mà tình em mong người ơi nhớ nước trôi theo dòng sông lên bờ. Ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh em cao đầu nhờ người sẽ duyên tình ta. Em chớ lo thêm buồn, anh sẽ đưa cùng mừng nghe cha. Duyên chúng ta non đơn nhớ nước trên gió đầy giờ. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa có thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo: mẹ bảo sao ha? Cái thằng Tấm cái tánh cọc cằn sợ sau này con Hồng về bị nắng hiếp, nên bà cứ dùng dặn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trần. Làng sớm cứ bàn tới bàn lui, anh buồn thiệt là buồn. Từ cái bữa nhà xanh không cho
chưa hẹn châu rồi gặp anh hai, anh bảo anh bây giờ là thương gì, tánh nó thiền lành đồng đội thương dân quy. Nghe nói chưa tròn câu chứ quái chầu chết tay dừng lại nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng tươi cười. Thank you.